tiểu thương chợ Mường Thanh nói gì về mẹ nữ sinh giao gà. Vương Văn Hùng vặt lông gà thuê cạnh hàng gà của nạn nhân. Liên quan đến vụ nữ sinh giao gà bị hiếp dâm, sát hại dã man chiều 30 Tết ở Điện Biên, ngày 25 tháng 5, công an đã bắt giữ bà Trần Thị Hiền 44 tuổi, chú huyện Điện Biên, mẹ ruột nạn nhân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sáng ngày 27 tháng 5, tại chợ Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, nơi bà Trần Thị Hiền thường ngồi bán gà, cả tiểu thương lẫn người mua hàng đều đang bàn tán xôn xao về những diễn biến gây sốc của vụ án chấn động dư luận này. Một số tiểu thương trong khu bán gà ở chợ Mường Thanh cho biết, bà Hiền ít khi ra chợ bán hàng. Bà này thường bán gà con, gà thịt và ngan, đều là của nhà nuôi, lâu lâu mới có bán. Đầu tháng 2 vừa qua, vào những ngày giáp Tết âm lịch, con gái bà Hiền cùng ra chợ phụ mẹ bán gà. Hôm đó, chúng tôi còn thấy Vương Văn Hùng, nghi phạm hiếp dâm, giết người bất ngờ xuất hiện ở chợ để vặt lông gà thuê, làm việc cạnh sạp hàng của mẹ con bà Hiền. Có người nhìn thấy hắn nói chuyện vui vẻ với con gái bà Hiền, một tiểu thương kể. Cũng theo nhiều tiểu thương tại chợ Mường Thanh, bà Hiền dù là dân lao động, làm long nhãn với nuôi gà, nhưng luôn có vẻ ngoài trau chuốt, không hòa đồng, ít tiếp xúc với mọi người. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hưng huyện Điện Biên cũng cho biết bà Hiền ở địa phương rất ít giao du với hàng xóm, nhưng lại thường chơi với nhiều người lạ mặt ở nơi khác đến. Chồng bà này nghiện ma túy nhiều năm nay và đang trong diện bị quản lý. Vị lãnh đạo cho biết thêm, gia đình bà Hiền chủ yếu làm nghề long nhãn, nuôi gà xong vài năm trở lại đây giàu lên nhanh chóng. Từ đó cuộc sống gia đình bà này cũng khép kín hơn trước. Hàng xóm cũng xác nhận gia đình bà Hiền sống khép kín, ít giao du với người dân xung quanh và không được lòng mọi người. Bà Hiền đoán được con gái bị bắt cóc. Nhiều tiểu thương cho biết, ngay khi con gái đi giao gà một giờ đồng hồ chưa về, bà Hiền đã tỏ vẻ hốt hoảng cho rằng con gái bị bắt cóc, và đi báo án ngay sau đó. Đó là một dấu hiệu lạ bởi với địa hình phức tạp, khoảng cách lớn ở địa phương này thì chuyện đi đâu một tiếng chưa về, và không gọi được cho con là chuyện bình thường. Người phụ nữ này quá nóng vội cho rằng con gái bị bắt cóc như đã biết từ trước. Có thể bà Hiền đã biết lý do con gái mất tích xong không thông báo cụ thể cho cảnh sát. Một người dân nói, cụ thể, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4/2, con gái bà Hiền chở 13 con gà đi giao cho khách, nói ở khu vực đồi C13, thành phố Điện Biên Phủ. Khoảng 20 giờ, bà Hiền đến trụ sở phường Mường Thanh trình báo con bị mất tích. Theo nhiều người, thực tế chỉ một tiếng sau khi con rời đi, họ đã thấy bà Hiền đăng trên Facebook thông tin tìm con mất tích. Trong video phát trực tiếp trên Facebook, bà Hiền còn nói sẽ chịu mọi tội lỗi và đừng bắt con gái phải chịu thay. Một người kể lại, cũng theo người dân địa phương, khi công an liên tiếp bắt những nghi phạm, bà Hiền dù một mực nói không giao du hay quen biết nhóm hung thủ, nhưng lại loan tin rằng kẻ chủ mưu chưa xa lưới, những kẻ đã bị bắt không đủ tuổi là chủ mưu của vụ việc. Sáng ngày 27 tháng 5, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Thiếu tướng Sùng A Hồng cũng nhận định việc bà Hiền tham gia vào đường dây ma túy là nguyên nhân trực tiếp khiến con gái bị sát hại dã man. Trong quá trình điều tra vụ án, mẹ nạn nhân khai báo không trung thực gây khó khăn cho lực lượng phá án. Theo Thiếu tướng Sùng A Hồng, đến thời điểm này, có thể nói vụ án nữ sinh giao gà đã cơ bản được sáng tỏ. Tuy nhiên, vụ liên quan ma túy là vụ án mới, đầu mối mới nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ, tướng Hồng nêu. Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết thêm, bản thân ông đã làm cả nghìn vụ án nhưng vụ án liên quan đến nữ sinh CMD là vụ mang tính chất nghiêm trọng, dã man chưa từng có. Trần Thanh Trần Bắc. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.